em 7 năm rồi em mới vô bếp đó anh. Trời trời, ở nhà ai nấu cho ăn? Em ăn cơm tiệm không à. Ồ, gia đình hạnh phúc. Mình giống như Hàn Quốc coi. Em cảm thấy em rất là thất vọng về anh. Ngân Ken Cúc. Ngân Ken Cúc. Ông này là xì bùa. Thưa quý vị, quý vị ơi, lần đầu tiên thấy một người gái vừa đẹp, vừa đóng phim hay mà còn câu cá giỏi nữa. Thưa quý vị, riêng đêm nay chúng tôi quyết định ăn khi nào hết thì thôi, khi nào hết thì về Sài Gòn. Còn còn vẫn cứ ăn tới sáng luôn hả anh? Ăn.